Hello, xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel review nước hoa của mình Thì cuối cùng á, mình cũng có cơ hội để mình review một chai nước hoa mà bữa giờ Cái mình cứ để mình, giống như là mình chân thôi, mình để ở phía sau nó làm background thôi, mình chưa có review Thì có rất là nhiều bạn kêu là anh ơi, review của chai Triết Temple đi anh ơi, mua hoài mà ngâm giấm hoài, à, lấy hai review đi <laughs> Mình nói là ok, cứ từ từ, từ từ mình sẽ review Đó, thì biết tại sao không? là tại vì mình đợi nó đúng cái cái thời tiết của nó các bạn đúng vào ngày mùa thu nó chuẩn bị bên mình nó đã vô mùa thu rồi đó cho nên cái thiết khí hậu nó mát rồi cho nên xài chai bò này đúng rất là hay đó thì những cái chai mà nó có mùi hương patchouli á thì nó thường thường nó xài vào mùa thu mùa đông hoặc mùa xuân chứ không phải mùa hè như căn nhà Japanese patchouli nè rồi điệp Temple nè với lại chai portrait of lady của Fritz đó là ba chai nước hoa đều có mùi hương hoắc hương đó, patchouli á thì để mình kể cho các bạn nghe là tại sao mình biết về cái nhà điệp chiếc này là như vậy. Thời điểm, các bạn biết không, thời điểm mà mình mới bắt đầu cái channel của mình á thì mình không có biết nhiều thương hiệu đúng không? Xong cái hả mình cứ quay video mình coi như là mình có sample nào thì mình quay sample đó. Rồi xong cái có một số bạn á comment trên Facebook của mình thì nói là à, bạn ơi, kiếm sample của nhà điệp triết đi mình thấy nhà đó nó hay lắm các bạn bạn kiếm sample của chai điệp triết đồ sơn nè rồi điệp triết tam đảo nè đó hay lắm thì cái mình đi kiếm mình đi kiếm mà kiếm quá trời luôn kiếm cũng không được xong cái hả cái bữa đó tình cờ cái thì nhiên mình đi mò mình đi mò xong cái hả cái mình đi ngang qua cái quầy nước hoa thì trời, các bạn biết không mình phát hiện được năm cái nhà nước hoa mà mình đang muốn kiếm sample đây đây là nhà thứ nhất um, Richard mò đó thì uh, họ lúc đó thời điểm đó họ bán ba chai đó là Carnal Flower nè, Must Ravager với lại Portrait of Lady rồi nhà tiếp theo á, là nhà Lelabo đó thì mình cũng xin xem bò luôn đó là Bergamot 22 rồi Santel Bamba với The No 29 đó các bạn thấy The No 29 nè đó nếu chỉ có ba mùi nó có Rose 31 cho nên mình xin chỉ có ba cái thôi rồi nhà Diệp thích là nó có năm chai là gồm có Diệp thích tem bò nè tam đảo Diệp thích đồ sơn rồi Fleur de Peau với lại uh, L'Ombre thì thời điểm đó đó bốn chai thì mình khi mình mình test hết bốn năm chai á các bạn thì lúc đó thời điểm đó mình không có thích chai lumbre là tại sao là tại vì nó xanh quá rất là khó xài rồi xong cái mình ngửi đồ sơ mình lấy mình mới thấy nó nó chỉ ok thôi mà mà không biết làm sao mình thấy bên việt nam rất là nhiều người khen nhưng mà đối với cá nhân mình á muốn một cái mùi hương mà hoa huệ hoa huệ hoa lại á thì đây là chai nước hoa mà các bạn nên mua không phải portrait lady nhưng mà của cái hiệu Philip Moore đó là chai cornflower đó, nãy mình cho các bạn coi á. Đó. là chai này nè. À nói thì là À, sau đây các bạn. Đây. Đó. Nếu mà các bạn muốn mùa hương hoa huệ với hoa 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 lại á, đây là cái chai nước hoa rất là hay. Nó lưu hương rất là lâu và nó tỏa hương cũng rất là xa. Nó nó rất là kinh khủng, phải nói là rất là tuyệt vời. Rồi um, đó, đồ sơn nè, à. rồi lâm ray mình không thích xong cái mình thử qua tâm đảo, Chù, phải nói là ngửi một cái là mê luôn, cái cái mùi tâm đảo rất là dễ xài các bạn. Thì bữa mình đã nói là uh, mình gợi ý năm chai nước hoa mà rất là dễ xài cho những bạn nào mà mới chơi nước hoa thì trong đó mình có nói là về chai tâm đảo là rất dễ xài. Đó, sau đó mình ngửi Peau thì các bạn biết không cái chai đó để mình mốt mình review cho các bạn, nó chai đó nó vui lắm là như vậy. Thì khi mà các bạn ngửi, khi mà mình ngửi lần đầu tiên á thì tự nhiên mình không có cảm cảm xúc gì nó mình thấy nó cái mùi này nó cũng bình thường nó nó mùi phấn bình thường thôi nhưng mà các bạn biết không cái chai Florapo đó đó là càng ngửi các bạn càng mê nó nó có một cái gì đó nó rất là bí ẩn các bạn cái chai đó nó, nó rất là bí ẩn mà các bạn càng ngửi các bạn càng thích nó nó ngộ vậy đó đó xong rồi cái mình mình mới thử qua cái chai Temple thì phải nói là đây là một chai nước hoa mà các bạn vừa ngửi xong là các bạn yêu liền cái này là đó điệp trích tembo này nè đó thì um, các bạn biết không cái nhà điệp trích này nó rất là hay đó họ kết hợp giữa cái mùi hương tự nhiên với cái mùi hương nhân tạo lại với nhau á tạo nên những chai nước hoa mà nó có phong cách riêng mà khi mà các bạn ngửi nó đó là các bạn biết là cái mùi hương đó của nhà điệp trích này nó rất là có phong cách riêng mà nó vừa tự nhiên mà nó vừa nhân tạo thì họ nói á là các bạn không thể nào mà các bạn làm nước hoa mà một trăm phần trăm nhân tạo được là tại vì nó rất là khó không phải không có khả năng nhưng mà rất là khó mà với lại nó rất là thô cho nên họ phải kết hợp giữa cái mùi hương tự nhiên và cái mùi hương nhân tạo để tạo nên một tuyệt tác đó thì đúng là như vậy đó là cái chai nước hoa này có mấy cái chai của nhà điệp này rất là hay um, sau đó mình xin xem bò của tất cả các chai gồm có ba chai của nhà Friedrich Moll là Color Flower, Portrait of Lady với Must barbager. Điptic thì mình xin 5 cái luôn rồi uh, Labo mình xin 3 cái nói chung là bữa đó mình xin sample rất là nhiều. Thì uh, cá nhân của mình á thì cái nhà Labo nó nhà ok thôi các bạn. Uh, mấy cái chai mà Bergamot 22 rồi Rose 31 rồi Denon 29 thì 33 rồi á mình thấy nó mình thích ok thì đồng ý là cái mùi hương nó lạ nó hay nhưng mà nó không có làm cho mình yêu nó. Nếu mà các bạn thấy không? nếu mà mình yêu nó là mình đã mua rồi. Tại sao mình mua mà mình lại mua khuyết nè mình mua uh, Maison Francis Kurkdjian, mình mua Emoage, uh, mình mua cưa uh, nhà rồi uh, Deep Tại sao mình lại không mua Labo? cái da nó cũng có 270ml thôi, nó còn rẻ hơn cái em ngoài nữa. Mà tại sao mình không mua? là tại vì nó không có cái gì gọi là thu hút hết đó các bạn hiểu không? giống như là ok à, nó gửi nó lạ mỗi thì bên Việt Nam thì nhiều bạn thì giống như là họ thích, giống như họ thấy, oh sao nhiều người thích cái này quá cái xong họ 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 cũng mê theo luôn nhưng mà giống như là họ không có biết nghiên cứu mà tìm cho mình được một cái mùi hương mà dạng signature riêng cho mình giống như là họ chỉ thấy à theo số đông à, nhiều người thích thì họ cũng mua theo đúng không họ theo phong trào còn mình á thì mình không có như vậy mình thấy bạn thấy không đó cái nhà sang nhà này tại sao mà ít người xài nhưng mà mình vẫn xài là tại sao là tại vì nó có nét riêng các bạn đó mình thích những cái chai nước hoa nào mà nó có phong cách riêng đó chứ không phải là mình thích những cái chai nước hoa mà Uh, không phải là mình không thích những chai nước hoa phổ biến như Creed orventus đi nó quá nổi tiếng luôn mấy bạn nam nào cũng yêu thích hết nhưng mà tại sao mình vẫn mua là tại vì cái mùi hương của nó quá độc đáo đi đúng không còn nhà Le Labo thì mình thấy nó nó ok thôi chứ không giống như nó khá thôi chứ không phải là tốt không phải là xuất sắc cho lắm đó về mình cái đó là chỉ có cảm nhận riêng của mình thôi đó còn cái nhà Free People này với điệp thiết đó là phải nói là các bạn ngửi xong là các bạn yêu luôn đó nhà điệp trích nè với lại với uh, được mò là uh, mấy chai này phải nói là rất là tuyệt vời um, ok thì bây giờ mình quay trở lại mình review chai này là cái chai này giá giá tiền của nó là 70 ml à, xin lỗi 75 ml nè các bạn nào 75 ml thì nó giá 165 đô rồi nhóm nước hoa của nó là nhóm hương thơm cây nồng aromatic spicy hương chính của nó gồm có cam bergamot rồi hồng tiêu à, để mình cho các bạn coi cái nốt hương của nó vậy cho các bạn uh, dễ theo dõi ha, đây ok, thì um, nó nó đơn giản nó chỉ có mấy nốt hương thôi, đó là cam bergamot nè, rồi hồng tiêu, rồi mùa hoa tím, rồi này là cây uh, đơn sâm, rồi hoắc hương với lại mùi này mây giống như là mùi trà vậy đó các bạn, thì cái chai nước hoa này á, khi mà các bạn xịt á thì các bạn sẽ cảm nhận được cái vị cay cay cái cây của cái mùi tiêu với lại cam bergamot hai cái nó kết hợp với nhau đó, cái mùi axit đó sau đó các bạn sẽ cảm nhận nó um, nó giống như là nó rất là chậm các bạn nó giống như mùi trà vậy đó mùi trà của từ đến nó mùi mace này nè đó rồi xong với cái mùi uh, hơi the the của mùi cây đơn xăm với lại uh, tông chủ đạo của nó là coi như là từ đầu tới cuối là mùi hoắc hương thôi còn cái mùi hoa tím này thì mình không có cảm nhận được rõ rệt cho lắm mình nghĩ nó nó cũng nằm ở đâu đó trong đó nhưng mà cảm nhận rõ rệt nhất là mùi hoắc hương đương nhiên là cái chai temple này tông chủ đạo cũng là hoắc hương cái đến là mùi uh, mace giống như mùi trà vậy đó và uh, cây đơn sâm và hồng tiêu với mùi cam bergamot mà các bạn hiểu mình giải thích không đó thì cái chai này uh, cái độ lưu hương của nó phải nói là rất là lâu các bạn lưu hương trên da các bạn á, là phải trên 8 tiếng trên 10 tiếng còn trên quần áo là thôi là cả tuần luôn á các bạn mình xịt thử á nhưng mà cái chai nước hoa này các bạn các bạn coi cái nước nó nè nó nó không có nó không cái nó vàng chứ không phải nó 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 vàng cho nên nó, nếu mà các bạn nào mà xịt mà xịt áo sơ mi á màu màu trắng hay màu sáng á các bạn coi chừng đó nha tại vì nó sẽ bị ố cho nên mình khuyên là các bạn nên xịt lên thứ nhất là xịt lên ngực hoặc là xịt sâu gáy phần tóc mà lúc nào mình cũng hướng dẫn các bạn muốn lưu hương lâu á xịt sâu gáy phần tóc á, nó lưu hương cả ngày là rất là lâu còn không các bạn xịt lên vai nhưng mà xịt lên vai á, thì uh, nó sẽ xịt thẳng lên áo cho nên uh, nếu mà mặc áo trắng thì đừng nên xịt lên vai nên trước tốt nhất á là xịt lên ngực với lại xịt lên cổ. Um, à, sau gáy nữa đó với lại hai bên hai sau hai gáy ta, lỗ tai á. Rồi uh, cái chai này nó tỏa hương đó các bạn. Nó tỏa hương uh, mới bắt đầu xịt nó tỏa hương khoảng một cánh tay, sau đó nó tỏa hương khoảng chừng nửa cánh tay tới thành uh, tỏa hương gần da sau 4 tiếng, 5 tiếng gì đó nhưng mà nó lưu hương cả ngày các bạn coi như là coi như là nguyên ngày mình đi làm 8 tiếng đồng hồ là cái mùi hương này lúc nào nó cũng hiện diện đó. tuy nó tỏa hương không có xa nữa nhưng mà lúc nào nó cũng hiện diện cái đó nó nó lưu hương rất là lâu. thì chai này độ lưu hương trong không khí của nó đó cái độ siết của nó cũng rất là tốt các bạn. À, không biết trên fanpage họ đánh giá làm sao? à họ đánh giá thuộc dạng trung bình à, độ siết của nó nè. À, thì nó thuộc dạng trung bình. nhưng mà để mình kể cho các bạn nghe là gì? hồi nãy á hồi sáng mình chỉnh trang này mình đi làm để mình mình giống như mình xịt hoài à nhưng mà mình muốn review mình phải xịt lại một lần nữa để mình review thì hồi sáng mình mình xịt trang này sau gáy với lại trước ngực đó với hai bên vai mà tại hồi sáng mình mặc áo nó áo màu nó đậm chút xíu cho nên mình không có sợ nó bị ố thì um, khi mà mình về nhà các bạn cái uh, xong cái mình uh, mình đi vô bếp mình đi vô bếp thì mình là uh, bạn biết mấy cái hộp cơm mà bên Mỹ người ta đi làm, người ta hay đem cơm theo á Thì mình để cái hộp cơm ở, ở trên cái xin ở dưới bếp á, bồn rửa chén á Xong cái mình bước đi Thì khoảng 10 giây sau, 10 giây sau mẹ mình tới cái xin đó, mẹ mình rửa chén Thì mẹ mình ngửi, kêu, chỗ cái mùi này thơm quá từ sáng giờ con xịt mà mà bây giờ nó vẫn còn thơm Đó, các bạn thấy không? Nó lưu hương trong không khí cũng rất là lâu Mà nó lưu hương, nói chung là nó lưu hương rất là lâu Đó rồi ok thì dùng vào dịp gì á, thì cái chai này dùng mình nghĩ dùng bất cứ dịp gì tại vì nó rất là dễ xài các bạn nhưng mà mình chỉ khuyên á thì mình chỉ khuyên là cái này các bạn uh, mình nghĩ nó không có đi đi bar đi club được cái chai này nó không phải là dạng đi chơi cái chai này dạng là cái mùi hương nó thư giãn nó sang trọng hiểu không thì uh, à, mình nghĩ được một số trường hợp các bạn có thể xài cái chai này là thứ nhất á, là đi học đúng không đi học um, bao trường giờ cũng ok nó rất là nghiêm túc. Thứ hai là đi làm, đi làm việc trong văn phòng cũng rất là sang. Hoặc là um, đi chơi với người yêu, đi chơi với người yêu là giống như là sao là giống như là các bạn tiếp xúc gần, tại vì cái trang này nó tỏa hương không có xa. Đó, khi mới xịt thì một hai tiếng đầu tiên thì nó khoảng một cánh tay thôi tại vì nó cũng còn cái mùi mạnh của nó. Nhưng mà sau đó thì nó tỏa hương khoảng nửa cánh tay thì chỉ có những người bạn nào mà tiếp xúc gần với các bạn mới ngửi được thôi. Đó, thì đi chơi với người yêu nè, đó. Hoặc là ban ban tối chai này các bạn biết không thường thường mình xịt là trước khi mình đi ngủ không à là tại sao tại vì cái mùi hương của nó rất là thư giãn các bạn ngửi rất là đã tối tối mình đi ngủ mình xịt có cái thôi chứ ngựng cái thôi xong cái à, nằm xuống ngủ cái nó cứ phản phất phản phất cái mùi hoắc hương rồi là nó ngửi rất là phê rất là thư giãn thì đa phần những cái chai nước hoa của nhà điệp nha các bạn nó cái cái tông của nó rất là rất là mượt nó nó tỏa hương rất là nhẹ nhàng không có tỏ hương mà dạng nồng nặc một quá chất, nó cái thành phần của nó tự nhiên và uh, nhân tạo kết hợp với nhau rất là tuyệt vời, cho nên nó mấy cái mùi hương của nhà điệp triết này nó không có gây phiền hạt tới ai đó, trừ trừ những cái nốt hương á nhiều khi các bạn sẽ không quen như mình á, có một số có một số chai của nhà điệp triết mình không có thích như chai vetiverio á, là cái mùi hương cỏ hương bài á thì trong tất cả các chai nước hoa mà nó có mùi hương cỏ hương bài mà nồng nặc như cedar mẹ nữa là mình không có hứng thú cho lắm, tại vì cái mùi hương đó, nó nó hơi dơ dơ ngửi rất là khó xài. Um, còn đa phần á là temple, là tam đảo, Fleur de Peau lombre, hay unrose, hay là undo, gì đó nói chung là mình thích cũng nhiều lắm. Nhưng mà theo như mình mà đáng tiền mua á là chai chai temple này với lại điệp chiếc tam đảo là hai chai đó. Ok. Um, cái này thời điểm khuyên dùng á là là lúc nào là mình nghĩ là các bạn có thể dùng nên dùng vào ban đêm hơn là ban ngày nhưng mà cũng có thể dùng ban ngày đó thì nói chung là cũng không có giới hạn cho lắm nhưng mà thấy tại vì cái mùa hương nó hơi hơi đầm hơi trầm hơi ấm cho nên mình nghĩ nó xài ban đêm thì nó sẽ phù hợp hơn ban ngày nhưng mà không có nghĩa là xài ban ngày không được thì cái chai nước hoa này á thì các bạn chỉ nên xài vào khí hậu mát thôi có nghĩa là tầm khoảng chừng hai mươi tám độ trở xuống hay 30, 30 độ trở xuống có nghĩa là không nhưng mà đừng có lạnh quá lạnh quá nó sẽ không hay có nghĩa là ít nhất á, là cũng phải trên 10 độ các bạn từ 10 độ C cho tới 30 độ C nếu mà trên 30 độ thì thì họ biết sao cái chai này nó lưu hương cũng rất là lâu cho nên nếu mà trên 30 độ C các bạn vẫn xài được nhưng mà nó các bạn sẽ không cảm nhận được hoàn toàn được cái nét đẹp của nó cái chai này nói chung mấy cái mùi hương patchouli á nó rất là thích gió cái đó là thứ nhất cái thứ hai á, là nó lạnh đó hai cái yếu tố đó, đó, nó kết hợp với nhau là các bạn xài những chai nước hoa như uh, Chanel Coco Mademoiselle của nữ nè hay Deep Trích Temple nè hay là danh nhà Javanese Patchouli hay là chai Portrait of Lady của Philip Moore nè đó là những chai nước hoa mà nó có thành phần hoa hương Patchouli ở trọng á thì khi mà khí hậu mà nó nó dịu xuống nó mát xuống á rồi xong các bạn đi qua đường á mà gió nó thổi đồ á phải nói là ngửi rất là phê những những người nào mà đứng gần các bạn á mà mà ngửi được mấy cái mùi patchouli này á và thường thường là họ sẽ khen các bạn. Thì để mình kể cho các bạn nghe nha. Là hôm, hôm bữa đó thời điểm mà mình còn làm uh, part-time ở chỗ kia kìa thì mình có xài cái chai uh, Uh, Japanese, mình làm ở ngoài trời nha, mình làm ở ngoài trời Thì mình có xài chai Patchouli này nè Với lại mình kết hợp với cái mùi của cái chai Molecule 01, uh, isui Super Thì um, mình xịt cái mùi isui Super lên trước, xong mình xịt cái mùi gian nhà lên Thì theo như người ta nói là cái mùi isui Super đó nó giống như là một cái uh, chất xúc tác hay gì á Giống như là nó thường là layer với nó, với lại mấy cái mùi hương khác để nó tăng nó tăng cái mùi hương đó lên thì mình kết hợp với lại cái mùi và, và gian nhà ở Japanese patchouli này nè thì cái có cái cái cô cổ đứng gần xong cái hả mình đứng không phải gần lắm mà cũng khoảng cách chừng hai ba mét á thì cô đứng nói chuyện với mình xong cái mình vừa kết thúc xong cái mình vừa bỏ đi thì um, giống như cái mùi hương nó lưu lưu trong không khí ngoài cái cổ mới nói chuyện với cái cô đồng nghiệp với mình cô nói là trời ơi, cái 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 anh này anh xịt cái mùi thơm quá đó xong cái hả nhưng mà không có nói trước mặt mình nữa không giống như nhiều khi phụ nữ mà họ ngại xong cái hồi cái khi mà mình quay lại trở lại vị trí cũ á thì cái 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 cô đồng làm chúng mình cũng mới nói là hồi nãy có người nói mày á là mày xài dầu thơm thơm quá tại vì cổ cũng biết á là mình rất là đam mê nước hoa cho nên giống như là giống như họ khen để cho mình vui vậy đó mà đó thì nói chung á là cái mấy chung là mình đã nói là, là mấy cái chai mà nó có mùi hương patchouli á là nó rất là thích gió Uh, rất là thích hợp xài ở ngoài trời môi trường ngoài trời đó càng càng lạnh nè càng có gió ngửi càng đã đó thì cái chai trong mấy cái chai này ngửi phê lắm cái chai này cũng phê chai này cũng phê chai này cũng phê nói chung là ba chai chai này ngửi cũng phê đó thì nếu mà các bạn muốn test thử á, thì các bạn có thể uh, uh, kiếm cái sample của cái chai điệp chiếc sample này nè để bạn test thử thì uh, mình thì cũng có bán nước hoa chiếc nữa thì nếu mà các bạn muốn mình bán chiếc á thì các bạn có thể liên hệ với mình hoặc là ads trên Facebook của mình á có ở dưới link bên dưới đó à, thì um, mua về test thử thôi đó ok cảm ơn các bạn đã theo dõi hẹn gặp các bạn vào clip sau chào tạm biệt à xin lỗi mình xin lỗi à, mình thiếu cái phần chấm điểm mà nãy giờ nói huyền thuyên quên phần chấm điểm thì À với lại phần tính cách nữa là độ tuổi nữa, nó Trời nói thiếu quá trời luôn ok thì cái chai này đã à, xịt bao nhiêu lần nào? thiếu tầm lơm luôn lo nói chuyện nói nhiều chuyện quá mà thiếu tầm lơm luôn ok thì cái chai nước hoa này xịt bao nhiêu lần á thì hồi sáng mình xịt bốn lần thì hai cái bên hai bên vai mỗi mỗi bên một cái một cái trước ngực với một cái sau gáy là bốn cái rồi à, độ tuổi quân dùng á thì cái chai này các bạn nên xài từ 22 tuổi trở lên thì phù hợp hơn là giống như những bạn nào đã tốt nghiệp đại học đã đi làm rồi đó thì xài nó phù hợp hơn là giống như là còn đang học cấp 3 hoặc là còn đang học đại học mình không có mình không có nói là các bạn xài học này học không được tại vì cái mùi này nó không phải già dạ chát cho lắm nhưng mà uh, nhiều khi um, các bạn cần phải giống như hơi cứng chút xíu hơi chững chạy chút xíu thì xài nó hay hơn đó À, tính cách đó là lỡ này là tính cách là nam tính là sạch sẽ gọn gàng tự tin thì cái mùi hương này nó là unisex có nghĩa là mấy bạn nữ á, có xài, có thể xài cũng được nhưng mà theo như nhiều người đánh giá thì cái chai này nó hơi nam tính nó hơi nghiêng về phía nam hơn là phía nữ thì à, họ nói á là à, cái chai này khoảng chừng 60% phần trăm nam bốn phần trăm nữ không có nghĩa là mấy bạn nữ xài không được nhưng mà là, nó, nó tại vì nó chậm hơn nó đậm hơn nó rất là khó cái chai Japanese Patchouli này cũng là unisex luôn nữ xài được luôn nói chung ba chai này á nữ đều xài được nhưng mà mình mình có một cái này mình không hiểu là cái chai này nè các bạn portrait lady nè là tại sao là giống như cá nhân của mình nghĩ á thì cái chai này nó nữ tính nó nó, nó giống như là 55 phần trăm nữ 40, 45 phần trăm nam nhưng mà có một số bạn nói là cái chai này nó lại nam tính hơn là mình nghĩ là cái mùi cái mùi nhang của nó nó làm cho cái chai nó nam tính hơn đó nhưng mà nói chung là À, mình rất là mê đó nam hay nữ xài ok chai này là chai này nam hay nữ cũng xài cũng được vì gian nhà nam hay nữ xài cũng được đó ok à, nó phần cuối á, là phần chấm điểm thì cái chai này giá tiền của nó là mình chấm nó 4 trên 5 điểm nó rất là mát 75 ml mà tới 165 đồng thì nếu mà các bạn tính ra thì nó cũng ngang ngửa cái chai gian nhà thì là 100 mươi à, 125 ml là cũng cả đó nó à, 200 mấy trăm ba gì đó cũng rất là mát rồi à, độ hấp dẫn của nó thì mình chấm nó 5 trên 5 Thì phải nói là cái mùi hương này rất là gây nghiện các bạn cái mùi, Mình rất là mê mấy cái mùi hương mà nó có patchouli Cho nên cái chai Điều trích chiếc bò này mình rất là mê Rồi à, độ lưu hương của nó thì mình chấm đến 5 trên 5 điểm Nó lưu hương rất là lâu, rất là cực khủng luôn rồi độ tỏa hương của nó thì mình chấm nó 3 trên 5 thì nó tỏa hương không có xa, nó tỏa hương thoang thoảng thay gần cường da đây nó dùng cái chai này là dạng tiếp xúc gần còn độ linh hoạt của nó thì mình nghĩ là 5 trên 5 là tại sao tại vì cái mùi hương này nó không gây phiền hà tới ai phải nói là rất là dễ xài các bạn xài bất cứ dịp gì cũng được nhưng mà theo như mình nói là uh, chai này không có dùng đi ba được các bạn những bạn nào mà muốn kiếm một chai nước hoa mà dùng đi bar, đi club đồ á thì chai được chiếc này không phải sự lựa chọn của các bạn nhưng mà nếu mà các bạn muốn kiếm một chai nước hoa nào mà dùng để đi làm hoặc là đi học hoặc là nhiều khi đi chơi với người yêu thì chai nước hoa này phải nói là rất là tuyệt vời đó rất là sang nha các bạn rất là sang nha ok à, tổng số điểm của chai này là 4,4 trên 5 điểm đó nói chung là mình rất là mê chai này ok cảm ơn các bạn đã theo dõi hẹn gặp các bạn vào clip sau chào tạm biệt à, thanos chào mọi người đi hết hey. chào các bạn chào các bạn <laughs> à, mình các bạn thấy không để ý á, những cái chai nước hoa mà mình rất là yêu thích á mình thường thường loan... Thanos này ra <laughs> Đó là như chai này nè đó Thì mai mốt mình sẽ review chai Ơ à, trời ơi, tính ra như mình chưa review chai Portrait of Lady này nữa đúng không Ok, thì để mình gắn chăm thủ Mình kiếm cái ngày nào đẹp đẹp đi thì bữa nay ngày một tay thì có thể ngày năm tay mình sẽ review cái chai Portrait of Lady này cho các bạn ha Đó thì bữa giờ mình cứ khen đi khen lại hoài nhưng mà mình chưa review cho các bạn Đúng không? Ok để mình sẽ review cái chai Portrait of Lady này cho các bạn Ok cảm ơn các bạn đã theo dõi Chào tạm biệt